Nam Thư, tôi không ngại va chạm đụng độ với Trấn Thành hay Việt Hương. Thị trường YouTube như một bữa tiệc buffet, bạn thích món nào thì ăn món đó, Nam Thư nói. Vừa qua tại chương trình Hot Trend, diễn viên Nam Thư đã được hỏi về cuộc cạnh tranh ngầm giữa cô và Trấn Thành khi cả hai cùng ra mắt web drama chung một thời điểm. Nam Thư thẳng thắn trả lời, tôi nghĩ mỗi nghệ sĩ có một đối tượng khán giả khác nhau. Phim của tôi chỉ có ba mấy phút thôi, còn mọi người đã coi trên YouTube là sẽ coi hoài, coi liên tục, chứ chẳng riêng gì phim của tôi. Thậm chí, coi phim của tôi xong người ta có thể coi phim Bố Già của Trấn Thành hay coi tiếp phim của Việt Hương. Một người có ba phim là coi như cày view cho ba người rồi, nên tôi không ngại va chạm đụng độ với Trấn Thành hay Việt Hương hoặc bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Thị trường YouTube như một bữa tiệc buffet, bạn thích món nào thì ăn món đó, bạn thích vui, giải trí, không hại não thì xem phim này, thích cảm động thì xem phim kia. Đấy mới nói về phim thôi, ngoài phim ra còn có ca nhạc, MV nữa, top trending còn nhiều thể loại lắm. MV bây giờ toàn làm tiền tỷ hết. Web drama của tôi ra cùng thời điểm với Bố Già của Trấn Thành là ngẫu nhiên, tôi không tính toán gì hết. Tôi không hề biết phim của mình ra chung Bố Già của Trấn Thành. Ngày hôm đó, cả tôi với Trấn Thành đi tổ chức họp báo, Trấn Thành buổi trưa, tôi buổi tối. Sao mày không mời tao họp báo? Trấn Thành bảo, tao thấy mày họp báo buổi tối rồi nên tao không mời nữa. Sau đó Trấn Thành ra phim là tôi xe liền. Đối với tôi, phim Bố Già của Trấn Thành là bộ phim hay, chất lượng và ý nghĩa. Nó phải hay thì mới trụ được trên top trending chứ. Ngoài ra Nam Thư cũng chia sẻ thêm về việc trở thành nhà sản xuất. Cô nói, giữa diễn viên và nhà sản xuất tôi thích vai trò làm nhà sản xuất hơn vì tôi thích làm sản xuất. Dù cực hơn đi diễn nhiều, nhưng tôi sẽ không vì tập trung sản xuất mà quên đi diễn. Một năm tôi phải đóng ít nhất một phim chứ không thì nhớ lắm. Nhiều người nói tôi quá tham lam vì kham quá nhiều vai trò trong điện ảnh. Nhưng tôi nghĩ, nếu vai trò nào cũng làm được ở mức trung bình khá trở lên thì sao không? Chẳng hạn phim ma của Kiều Linh do tôi viết kịch bản và được đón nhận. Tôi còn dám tuyên bố là xem tập 3 xong mọi người sẽ vỗ tay như tập 1. Tới phim Nhà Rọ có quá trời phòng này tôi làm cả biên kịch, đạo diễn lẫn nhà sản xuất. Tôi muốn mình trở nên đa năng và chứng minh cho họ thấy là tôi mang lại nguồn năng lượng tích cực như thế nào, tôi phải cố gắng ra sao. Tôi muốn mọi người thấy mình làm được nhiều thứ để còn mời tôi vào nhiều vị trí khác nhau. Về việc rút khỏi giải thưởng Ngôi Sao Xanh, Nam Thư nói, về giải thưởng Ngôi Sao Xanh tôi rất cảm ơn họ vì đã cho tôi vào đề cử đến tận 3 phim với nhiều vai trò diễn khác nhau. Nhưng tôi xin rút khỏi giải thưởng vì tự thấy mình không hợp, không có duyên với các giải thưởng. Hơn nữa khi xem livestream tôi thấy họ nói không ưu tiên phim giang hồ, trong khi đó phim Thập Tứ Cô Nương của tôi mới là phim có khả năng đoạt giải. Nhưng lại là phim giang hồ, nếu họ không ưu tiên chấm thì tôi rút lui để đẹp đội hình và cho tôi cảm thấy thoải mái.